Việt Hương đánh nhào lên trên tường, một chân lên tường xuống sang cô đá bụng. Việt Hương kêu tôi kêu thằng nào làm thử cho chị thôi đi, rồi chị làm. Nó nói sao không? Không, không thằng nào làm hết á, chị phải làm. Tôi nói cô tao là chị mày đó, tôi mệt lắm, cho tôi nghỉ đi. Mày kêu nào làm? Không, chị phải làm. Tại mấy bên em đây kiếp em nó mệt, nó yếu lắm rồi. Em đó mình, đó là em của chị đó, một mình làm hết luôn. Có thể là giống như là cô trong mắt của cô là nói Hương là hai đồ là tất cả mọi người nghĩ là cái gì cũng làm được. Cũng có lúc tôi là phụ nữ gì em là bánh bèo. Em có đẻ đứa con chín tuổi thì ghi nhớ gì mẹ em phải bôi môi thiệt, con bôi môi thiệt mà nó đỡ lúc nào quánh cú nào là nó kêu lắm đó, đá cái gì là tự kêu làm không cho người thế mà như vậy là nó rút đuối mày ơi, rút đuối. Cho nên thời gian ơi nó nói vậy thôi, em á là dễ đài nhất và trả tiền cho tôi nhiều nhất, cho nên là tôi có phải kỹ từ khen mình của em thôi. Mà nói với Hương bây giờ đăng một cái bài nói là Việt Hương bỏ bao nhiêu tỷ ra làm đồ gì thì nó không đúng. Là tại vì bây giờ bớt than giảng cái vụ bỏ tiền, tại vì nếu cái tuổi này rồi mà mình còn nói về cái kinh phí mình muốn mình làm thôi, đâu ai ép. Nhưng mà thật tình là mình bỏ tiền nhiều hơn để mình làm cho nó tốt hơn. Và tất cả sản phẩm bây giờ mọi người cứ nói là thời nào thế đó, hiện giờ nó mạnh về digital YouTube thì mình làm về những cái kênh đó. Thì làm thì tùy theo mức độ đầu tư của mọi người. Có thể bạn làm một cái mà có thể 3 ngày sau bạn sẽ nổi nhất, top nhất, nhưng mà nó sẽ không lâu dài, nó sẽ không có đầu tư, nó sẽ không có chỉnh chu, nó sẽ không có cái sự mà truyền đạt ý tưởng gì hoặc là đầu tư cho sản phẩm mình như thế nào. Thì các bạn, lát các bạn coi thấy là từ đó tới giờ Việt Hương cũng làm vậy, cũng đầu tư từ góc máy mà âm thanh, ánh sáng, làm sao mà có thể đẹp nhất và chuyên nghiệp nhất. Có thể là chỉ cần đổi hai cái máy thôi là nó sẽ thành phim nhựa. Có nghĩa là đổi một cái máy khác thì nó sẽ kỹ tới mức độ như vậy. Thì Hương đầu tư nhiều và ý nghĩa trong cái web này nó nói lên cái gì, chứ không phải là theo chào lưu không. Hương muốn giữ như vậy để cho mình hay nhất cái mình muốn, chứ không phải là mình để mình nói là tôi đầu tư bao nhiêu tỷ tôi phải cực khổ. Hương không muốn như vậy. Mình thích thì mình làm.